Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Trong suốt thời gian qua thì anh Tuấn rất thường xuyên lên sóng những dòng đài từ 1 cho đến 2 triệu. Nó thuộc vào cái phân khúc bình dân, giá rẻ, dễ mua, dễ dùng. Và đây cũng là một cái đại diện cho cái dòng đài đó. Và hôm nay anh Tuấn xin phép được giới thiệu một chiếc đài Sony CFS 1030S nhé. Đây là một cái đài với cái giá thành cũng chỉ hơn 1 triệu một tẹo thôi. Và chúng ta được có những gì? Chúng ta được một chiếc đài chạy tốt cửa băng, radio AM FM net, và bọn em đã nâng cấp đường line in cho đài rồi. Nó có đường cắm line in AUX cho các bác nghe qua các cái phương tiện ở bên ngoài như điện thoại, máy tính, TV, nghe những bài nhạc yêu thích qua mạng YouTube rất là tiện. Và đây là một cái đài cũng khá là hoàn thiện về phần thân vỏ nữa. Nó chỉ có cũ theo thời gian thôi, chứ còn thân vỏ thì lành lặn, không bị bẻ dập. Rất là thích hợp cho bác nào có khoản tiền chi phí chi cho cái đam mê của mình nó vừa phải. Đấy, và sau đây em Tuấn sẽ quay chi tiết. Đây là phần nóc loa bên tay phải của chúng ta nhé. Đây là phần nóc cục giữa này. Cái đài này thì em nhìn qua thì cái phần bàn phím của nó cũng còn rất là đẹp, không hề bị phai mờ là bao nhiêu cả. Chứng tỏ là người chủ trước họ dùng cũng rất là ít. Đấy, màu sơn của nó là còn nguyên. Và các chữ nghĩa ở trên cái phần cục giữa vẫn còn nguyên bản nhé. Cây đài này thì có anten còn rất là đẹp. Đấy. Quay sách thì nó dạng này, dòng này thì nó lại làm liền với thân máy luôn. Các bác cầm vào đây là sách được thôi, rất là chắc chắn. Cũng có một điểm rất là hay. Đây là phần nóc loa bên tay phải, tay trái của chúng ta nhé. Chúng ta nhìn vào từ màn hình vào thì nó nằm bên tay trái. Cũng như là em Tuấn cũng đang nhìn vào như thế này. Đấy. Đây là phần mặt trước của cái loa bên tay phải của em Tuấn. Đấy, loa thì cái phần chrome ở phần loa này thì theo năm tháng cũng bị xước sát một xíu nhá. Đấy, bên này cũng vậy này. Thế nhưng mà nó là phải tổng quan, nó phải đều với cái phần chrome ở trên máy. Đấy, phần chrome này cũng vậy. Đấy, ba cái phần này nó đều nhau, chứng tỏ đây là một cái đài là nó thuộc về nhau, chứ không phải là lắp ghép từ loa nọ sang cục giữa kia. Đấy, đấy cũng là một cái quan sát mà chúng ta chơi đồ cũ, chúng ta không cần phải mới các bác nhá. Chúng ta chỉ cần là nó lành lặn sạch sẽ là được. Đấy, còn mông má mà sơn tút vào, em Tuấn có thể là ra mua lọ sơn vào sơn cái này thành màu bạc luôn, hoặc là màu gì đấy cũng được. Nhưng mà đây là cái màu nhũ của nó này, nó đang còn cái chữ ở trên này này. Bác có nhìn thấy chữ đấy không ạ? Đấy, em quay buổi tối nó hơi khó nhìn, các bác nhìn ở ngoài sẽ dễ nhìn hơn. Chữ đang còn nguyên đây này. Đấy, cái dòng chữ nó in cái màu vàng rất là đẹp. Đây là phần mặt loa bên trước bên tay trái chúng ta nhìn vào nhá. Hai củ loa là zin hết nhá. Đấy, tiếng rất là mềm và hay. Cái dòng này tiếng nó không được to, thế nhưng bù lại là tiếng nó rất là mềm, hay, nhẹ nhàng. Nghe radio thì cực kỳ là nét luôn. Bác nào mà tín đồ của radio có thể mua cái đài này về nghe. Vừa được bày lại vừa được nghe. Đây là phần cục giữa này. Đấy, tất cả các núm nút này là nguyên bản hết nhé. Cửa băng nguyên bản này. Đấy, các cần gạt. Đây là cần gạt của phần chức năng chính nhé. Ở dưới sẽ là băng dây và ở trên là radio. Đây là có chữ này. Dòng này thì nó in chữ ở màu nền là màu bạc của chrome rồi. Nhưng mà chữ lại màu vàng. Nên đơn giản là hơi khó nhìn. Các bác nhìn qua điện thoại này hơi khó nhìn, các bác nhìn ở ngoài rất dễ. 5 cần gạt quy laser, 1, 2, 3, 4, 5 cần loa trái phải. Còn đây là 4 băng tần của radio. Ở trên sẽ là FM và ở dưới cùng là AM, SW1, SW2 nhé. Đấy, dòng đài dò sóng này nó to như này rất là dễ nhìn. Đây, cái phần Mecha dò sóng đây. Chữ nghĩa của nó còn rất là sắc sảo đúng không ạ? Cũng khá là nét. Cái tổng quan cũng rất là đẹp mắt. Nói chung là tiền nào của đấy các bác chi phí cái dòng này thì tiền nó rất là vừa phải, vừa túi tiền thì chúng ta được là rất là nhiều thứ rồi. Dây zin nhá. Đấy, loa này còn rất là đẹp, anten này. Đấy, nắp pin zin này. Đấy, dây loa này. Cầu đấu dây loa, dây nguồn. Ok. Và sau đây chúng ta sẽ test qua cái phần băng dây một xíu nhá. Tiếng rất là chậm rãi và rất là hay. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bò tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, dòng ngân hà mình cũng qua.
gần không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em u sầu là cả một trời thơ. Tiếng rất là hay đúng không ạ? Rất là mềm, nhẹ nhàng. Và sau đây em Tuấn sẽ test qua phần radio nhé. Radio cây này rất là nét. Đấy, chúng ta sẽ test AM ở dưới cùng nhé. Em kéo anten lên. Xong lại cô dại chạy theo mê chữ bác sĩ mổ xẻ mà quên mất đơn bắt dây chuyền cố hữu trong một con người, tự chuốc lấy cái gông đeo vào cổ. Tôi đồng ý ly hôn và nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con gái của hai chúng tôi. Đề nghị quý tòa xử theo nguyện vọng của cô Đỗ Hương. Được chưa? Trọng ý nghĩa thực sự của các công tác công cộng. Mọi phát sinh đều có giải pháp nếu thấu suốt. Bắt rất là nét. Giữa góc nhìn của VOV Giao thông, mở cửa công viên không chỉ là sự thay đổi của bản thân không gian công cộng mà còn... Ok, và chúng ta sẽ giảm cái volume lên một xíu nha các bác nhá. Chúng ta để nút chức năng FM như thế này. Và chúng ta sẽ cắm cái đường dây line in này. Một đầu là sẽ cắm vào điện thoại, còn một đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào đây. Cắm vào cái jack phone đằng trước này màu xanh. Đấy. Là chúng ta đã nâng cấp được lên thành line in rồi. Rất là tiện lợi. Đây. Đấy. Tiếng rất là hay. Tiếng rất là to. Hai loa equalizer hoạt động tốt hết nhá. Cân loa trái phải hoạt động tốt, 5 cân gạt equalizer hiệu ứng rất là ok luôn. Tép này. Bát. Ok, sau khi em kết nối với đường line-in qua điện thoại thì nghe chất âm rất là hay. Em quay cũng rất là chậm thì các bác cũng cảm nhận được cái phần nào về vẻ đẹp của cái đài và cũng như là hoạt động của nó đúng không ạ? Về chất âm thanh thì chúng ta sẽ nghe qua bằng điện thoại thì nó không được tốt lắm. Nếu các bác nghe ở ngoài nó sẽ hay hơn. Đấy, và giá em giao lưu với giá cái đài cũng rất là tốt thôi. Chỉ có 1.300.000 đồng thôi. Cực kỳ là tốt. Các bác nào chốt cái đài này 1.300.000 thì em bao ship cho các bác mất 100.000 tiền thùng xốp, tiền ship. Tặng các bác hai cuốn băng mất 200.000 nữa là chỉ còn đúng 1.000.000 đồng thôi. Giá trị thực chỉ có 1.000.000 thôi. Bác nào nhanh tay thì có thể điện thoại theo số điện thoại 0822 111 444 hoặc là kết bạn Zalo nhé, em sẽ trả lời các bác.
ngoài những giờ nghỉ trưa như là từ 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều và từ 10 giờ đêm cho đến 7 giờ sáng thì cái cuộc gọi điện thoại nào mà em không nghe được thì em sẽ gọi lại hoặc là trả lời cho các bác nhé, hoặc các bác có thể nhắn tin cho em sau. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn.